Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Kính mời Thượng Đại Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả học viên khỏe, thầy thì cũng hết chúng đi chúng lại hoài, giờ khiến người tự đau họng người khang tí. Chắc thầy uống nước không có ấm á, thêm uống nước đá nữa. Cho nên nó như vậy á. À, chúng ta vô bài học này, trang 52 phải không? Dạ. Thì nói chung thì tất cả các về mặt giao điển hay giao môn hay là những cái luận thì phần lớn dựa vào cái nhân duyên giải thích phần lớn. À, bất cứ một cái lý gì đó thì dựa vào nhân duyên. Mà khi đã có nhân duyên là có lý sanh khởi. Mà có lý sanh khởi thì nó bị so với cái lý vô sanh, nó để bị chướng ngại, cũng như nó bị giải không có toát nghĩa để làm cho ta chấp nhận được. Dạ. Cho nên nếu mà không dựa theo lý nhân duyên giải thì lại làm cho cái người học không hiểu, cho nên bắt buộc phải dựa theo lý nhân duyên giảng. Nhưng mà những khi có những bộ luận khác ấy, thì cũng phá chấp đi cái lý nhân duyên, cũng như kinh cũng vậy, có kinh thì phá chấp cái lý nhân duyên, phi nhân duyên phi tự nhiên, nên như vậy thế à? Như vậy đó, thì chúng ta học để hiểu, còn học để mà tăng trưởng cái chấp nữa thì nó lại càng thêm bệnh nặng nè. Cho nên mình học thì hiểu làm chi, để hiểu được thoát đi cái lý đó, để chấp tâm mình không bị vướng mắc. Cái đó mới là học. Còn học mà tăng trưởng cái độc dược nữa, chấp tâm nặng nữa thì bệnh nặng thêm, không có thuốc nào uống hết á. Không. Nên thầy mình học thì biết, nhưng mà thầy cũng cố gắng để thầy phân tích cho quý vị biết dựa trên cái giáo trình một mặt, và một mặt khác thầy sẽ phân tích một cái hướng khác để cho quý vị nhìn nó thoát đi cái kiến chấp của chúng ta, làm cho cái hiểu biết giáo lý của chúng ta, hay làm cái hiểu biết về Phật học, về cái Phật pháp của chúng ta nó được viên mãn hơn, hay là như vậy. Thì bây giờ đầu cái trang thì chúng ta thấy cái phần hỏi cái dòng thứ ba đó, cái câu hỏi đó, nhiễm nghiệp nhiễm vốn là có từ vô thủy. Cái nghiệp nhiễm này vốn đã có từ vô thủy thì làm sao, hay là làm sao tiêu diệt được, hay là tiêu diệt được nó. Cái nghiệp thanh tịnh vốn là không, thì vốn không thì nguyên do đâu mà phát khởi? Nhìn thấy thì đặt ra hai cái vấn đề tịnh và nhiễm thôi, không có gì hết đó. Dùng từ nó khác nhau, dùng từ thế này kia, chúng ta thấy đó thì đều là cái pháp đối.
thì đều là cái pháp đối. Nếu mà đã là cái nghiệp nhiễm đó, đã là từ vô thủy, thì cái gì thấy cái câu từ vô thủy này nó được ấn định rất là nhiều người xài. Thấy không? Đã là vô thủy là không có bắt đầu thì làm sao từ đâu mà tới đây? Đã vô thủy là không có bắt đầu, mà không có bắt đầu thì làm sao nói cái từ vô thủy? Thấy không? Từ vô thủy phải có từ bắt đầu. Đó là cũng cái một cái lập luận ha. Không có đúng ha. Nhưng mà không đúng, nhưng mà ai cũng hiểu hết, từ vô thủy ai cũng biết hết. Hả? Nhưng mà biết thì biết hiểu nghĩa chữ, nhưng mà ai cũng chấp từ có từ xưa tới nay. Nói vậy ha. Nếu mà đã từ vô thủy rồi thì đã không có rồi, không có là sao mà từ xưa tới nay được? Đã không có khởi đầu thì làm sao từ xưa tới nay? Đó là cái đã. Cho nên á, như vậy đó, cái nghiệp thanh tịnh á, đó thì làm ra cái nghiệp ấy, thì từ vô thủy thì làm sao được tiêu diệt nó? Đúng như là nó có từ tiềm tàng rồi, làm sao mà cái gì mà tiêu diệt nó? Đó. Nếu không tiêu diệt nó thì làm sao được chứng Phật quả? Nhưng mà cái người này hỏi thì cũng có cái bệnh chấp nặng quá đó. Thì sao vậy? Bởi vì đó đã nói từ đầu kinh ha, cuối kinh ha, đầu luận nói luận ha, đúng như là cái tịnh nghiệp đó, nó cũng là cái qua đốm trong hư không. Phải, đã là qua đốm trong hư không thì làm sao mà nó có thật để mà tiêu diệt hay là phát khởi? Đó. Nhưng mà hỏi thì hỏi để cho có lý để giải thích thôi. Vậy thấy hỏi thì để cho có lý để giải thích. Vì mà hỏi đã tịnh rồi, ở hỏi đã nhiễm rồi thì đó, lập cái nhiễm rồi thì cũng phải hỏi cái tịnh. Đã nhiễm đã từ có từ vô thủy thì làm sao mà để mà diệt trừ nó được? Đó. Nhưng mà cái nghiệp thanh tịnh á, cái nghiệp thanh tịnh vốn đã không. Đó, quý vị thấy cái nghiệp thanh tịnh vốn đã không. Đó. Nếu mà cái nghiệp thanh tịnh vốn đã không á thì á, nguyên do nào đâu mà nó phát khởi? Đó. Quý vị thấy hai cái vế này nó đối đãi với nhau. Thì bây giờ mình coi cái luận chủ đáp như thế nào. Thì đáp: được diệu dụng chân như của chư Phật quân tập vào cái tịnh tâm nên nghiệp thanh tịnh phát khởi. Bản năng của pháp thanh tịnh là trừ ô nhiễm. Thật ra đó ha, thì cái bản là hai cái pháp đối mà, đèn sáng với tối nó đối với nhau ha. Thì nó đã đối với nhau thì nó gọi là nó tiêu diệt lẫn nhau ha. Bây giờ mình á ha, là thuận với nghiệp sáng, tại mình học thì cần sáng, ăn trộm thì nó thực với nghiệp tối thì nó cần để hành cái nghề của nó. Thì nó không thể nào cái nghiệp sáng thì dụ cho nghiệp tịnh, nghiệp tối thì dụ cho cái nghiệp nhiễm, phải không? Đó, tịnh với nhiễm này không liên quan đến cái phòng này, vì thế à, nhưng mà liên quan đến cái hiện hữu trong phòng thôi. Chứ hiện hữu trong phòng là cái không gian trong phòng, chứ không liên quan đến cái tánh không, hay là không có liên quan đến cái không trong phòng. Cho nên cái trong phòng này nó không có, tại cái này nó giải thích là cái tịnh nó nghiêng về gọi là thuận chiều với cái tịnh tâm. Còn cái nó nhiễm á, nghiệp á, ác á, nó nghịch với cái thuận của cái tịnh tâm, nên đâu có đúng. Tại vì cái giải thích vậy là không đúng. Bởi vì như vậy thì cái bản thể nó không thể nào, nó là bình đẳng, nó đã chân như bình đẳng, nó không thể thuận với nghịch. Như vậy là thuận với nghịch đó, là cái bản thể đó, cái tịnh với nhiễm đó, nó là một cái qua đốm trong hư không, nó không có thật. Thật không có thật là cái tịnh, không phải lại là thật tịnh. Nhiễm cũng không phải là thật nhiễm. Cho nên khi mình tu hành phát khởi cái tịnh tâm đó, thì tự nhiên cái tịnh tâm đó
nó được là viên mãn, nó không có phải là do cái tịnh mà nó được là mới khôi phục lại cái tịnh tâm, hay là do cái nhiễm mà nó mất đi cái tịnh tâm, không phải như vậy. Cho nên trong cái vấn đề này đó, thì đó, cái câu hỏi và cái giải đáp này nó có một cái gì đó hay gì đó làm sao, thì cái người hỏi đó đặt câu hỏi ra là cái pháp nhiễm đó từ vô thủy đến nay đã nó có hiện hữu rồi, nó có rồi, từ vô thủy nó đã có rồi, thì lấy cái gì để mà tiêu diệt nó? Nó đã có từ hiện hữu rồi, còn cái pháp nhiễm mà vốn đã không, đã không rồi, do cái gì? Do cái tịnh tâm này nên nó phát khởi, nên cái bản năng của cái pháp tịnh tâm là trừ cái ô nhiễm, nên gọi là nghiệp ô nhiễm được tiêu diệt đó. Thì nói ở đây hai cái pháp đối thôi, bây giờ thầy muốn cho quý học viên là nhìn trên cái phương diện này, chứ không phải nhìn vào một cái chất là tịnh hay là bài trừ cái nhiễm. Vấn đề của mình là tịnh tâm, không phải là phải bài trừ cái nhiễm, phải thâu tóm cái tịnh, không phải. Nếu nói như vậy thì tu theo cái chấp tâm mà, tu theo cái ngã chấp này thì muôn ngàn đời không bao giờ phát hiện cái tịnh tâm. Tại tịnh tâm là phải tiêu diệt cái chấp tâm, nó mới hiện được cái tịnh tâm. Mà giờ nó còn thiên với cái tịnh để nó trừ cái nhiễm á, thì nó không có đúng với cái tịnh tâm. Bởi vì tịnh cũng là vọng, nhiễm cũng là vọng, hai thứ vọng đó đều là vọng, cũng là nằm trong cái chấp tâm của cái vọng, phải không? Cho nên đó, thì bây giờ trong cái bài này đưa ra luận chủ là phải thiên cái tịnh, thì cái tịnh đó nó tương ưng với cái tịnh tâm, cái nghiệp á, cái nghiệp thanh tịnh nó tương ưng với cái tịnh tâm để nó bài trừ cái nhiễm ô. Đó là cái cách dạy bình thường thôi. Còn cách dạy mà đứng toát ra cái nghĩa này, mình vẫn còn chấp, phải không? Dạy cái kiểu này vẫn còn chấp là tôi phải làm cái thiện á mới được. Tôi không có làm cái ác. Thì còn có chấp y nguyên này, cũng còn có cái chấp y nguyên. Thì cái thiện đó thì nó có cái nghiệp thiện, ác thì nó có cái nghiệp ác. Còn cái này tịnh tâm vốn là không có thiết lập, mà không có thiết lập thì nó mới được tự do tự tại, làm chủ được, nó làm chủ hoàn toàn. Cho nên á, tóm lại vấn đề này là cái trong cái phần luận chủ này trả lời làm cho mình bị vướng mắc chấp vào cái bên cái nghiệp tịnh đó, mà bài trừ cái nghiệp ác vẫn còn có chấp. Cho nên trong kinh á, thường hay á, nhị vọng cũng là vọng, tịnh cũng là vọng, hai thứ vọng phải đều quét sạch đó nó mới được. Ý thầy muốn nói là muốn mở cánh cửa cho quý vị thấy cái điều đó. Rồi cái câu hỏi kế tiếp á, hỏi hai á, nghiệp á, nhiễm và tịnh đều nương vào cái tánh cái tịnh tâm cái tánh tịnh tâm mà phát khởi rồi trở lại quân tập vào cái tịnh tâm, đã đồng nương vào cái tánh tịnh tâm mà phát khởi thì làm sao loại trừ lẫn nhau? Quý vị thấy thì làm sao loại trừ lẫn nhau? Đó. Hỏi ở trên thì cái nhiễm từ vô thủy, nhưng mà cái tịnh nghiệp thì tịnh nghiệp vốn là không. Đó. Cho nên câu hỏi ở trên có như vậy. Bây giờ câu hỏi dưới này thì quý vị nghe đọc kỹ câu hỏi, quý vị thấy hai cái nghiệp nhiễm và tịnh nương vào cái tánh tịnh tâm mà phát khởi rồi trở lại quân tập vào cái tịnh tâm, đã đồng nương vào tánh tịnh tâm mà phát khởi thì làm sao loại trừ lẫn nhau? Đó. Thì loại trừ lẫn nhau thì đáp nè, cái nghiệp nhiễm tuy nương vào cái tánh nhiễm
nơi cái tịnh tâm mà phát khởi. Cái nghiệp nhiễm á, tuy nó nương vào cái tịnh tâm mà phát khởi, nhưng luôn luôn trái với cái tâm ha. Còn cái nghiệp thanh tịnh á, tuy cũng nương vào cái tánh tịnh tâm mà nơi cái tịnh tâm mà phát khởi ha, nhưng nó luôn luôn thuận với tịnh tịnh tâm, thuận với tâm đó. Thì á, trái trái thì á, nó lìa à, xa lìa tịnh tâm và bị tiêu diệt, nên bị nghiệp thanh tịnh loại trừ. Thuận thì nó công năng à, năng hỗ trợ đó, nên có cái năng lực loại trừ nhiễm. Pháp giới tịnh tâm, pháp ấy có cái dụng loại trừ như vậy, không đủ à, để nghi ngờ. Thì bây giờ nó trả lời như vậy thì chứng tỏ đó này rõ, rõ ràng á, thì có lựa chọn á, cái tịnh tâm thì nó có lựa chọn rồi đó. Okay. Vậy thế à, đọc câu hỏi này là tịnh tâm nó có lựa chọn ha. Thế thầy, cái chữ quân tập nghĩa là gì? Quân tập á là giống như thâu á, thâu vào á, thâu vào à hả. Tập là tập nhiễm, tập khởi ha. Quân á à, quân là thâu vào ha. Những cái niệm hả, không đủ để nghi ngờ, không hiểu cái câu này đó. Thì á, bây giờ đó ha, bây giờ loại trừ ha, thuận thì nó có cái công năng hỗ trợ. Công năng hỗ trợ cái gì? Công năng hỗ trợ cái tánh tịnh tâm đó. Nếu mà thiện á, thì nó có cái công năng hỗ trợ cái tánh tịnh tịnh tâm, nên có cái công, nên có công lực à, nên có năng lực loại trừ nhiễm à. Pháp giới á, tịnh tâm, pháp ấy có cái dụng loại trừ như vậy, nên không có nghi ngờ. Cái pháp ấy nó có cái công dụng như vậy, nó không có nghi ngờ gì nữa hết trơn á. Giống như bây giờ nè, bầu trời nó ô nhiễm á, nhưng mà chỉ cần một thời gian sau tự nó thanh tịnh, nếu không có nghi ngờ gì hết á, đều rõ ràng như vậy rồi. Ok, phải không? Đó, rõ ràng như vậy rồi. Nhưng mà thầy muốn giải thích ở đây á, cho quý vị thấy á, cái tịnh tâm này á, nó không có thiên vị gì hết. Mày khác, bởi vì sao vậy? Nó là cái pháp vô trụ á, cái pháp cùng khắp á, cái pháp vô trụ, cái pháp cùng khắp. Cho nên á, pháp ấy không có nơi chốn, không có nơi chốn. Nó đã cùng khắp thì không có xứ sở, không có nơi chốn. Mà không có xứ sở, không có nơi chốn á, thì lấy cái gì để nương cái gì, lấy cái gì để dung nhiếp cái gì, phải không? Đó. Cho nên những cái pháp này nè, mà pháp ấy nó phải bình đẳng thì nó mới là có cái tánh bình đẳng, nó cái bình đẳng à, mà chỉ cần ai phát hiện nó ra thì làm chủ sở hữu nó à, thì trong cái đó đó, hãy làm chủ sở hữu đó, không phải là làm chủ cái pháp nhiễm hay làm chủ pháp tịnh, mà làm chủ cái pháp tịnh tâm đó. Ý thầy muốn nói cái điểm này, quý vị hiểu ý thầy không? Còn cái tịnh với cái nhiễm đó, nó là hai đứa con ấy, trong cái tịnh tâm thì thằng ác với thằng thiện thôi, nó đánh nhau. Ok, nhưng mà mình không phải là vì hai đứa con này, mình vì thằng cha đó đó, cái thằng cha tịnh tâm, làm chủ thằng cha đó thì làm chủ hai thằng con này, phải không? Thầy giải thích một cách nhé. Vấn đề của mình không phải là dẹp trừ hai thằng con, mà vấn đề của mình là làm chủ thằng cha, là phát hiện thằng cha, trách nhiệm cha là cái tịnh tâm đó làm chủ, là xong gì, không cần phải nói gì hết. Phải vậy thấy à? Đó, thì ý của thầy, mặc dù cái quyển luận này là cái tịnh đó, nó tịnh đó là thằng người cha, mà người cha nó phải bình đẳng, nó không phải nhiễm hay là tịnh, thằng con ác thằng con hiền, thấy không? Cho nên á, bởi vì sao vậy? Ác cũng là tức tâm tạo, tịnh cũng tức là tâm tạo, ác cũng là nhất tâm, nhất là tịnh tâm tạo. Bây giờ thầy dùng từ trong cái luận luôn, ác cũng là cái tịnh tâm đó tạo ra, thiện cũng là cái tịnh tâm đó tạo ra, phải không? Ác tức là thiện, thiện cũng tức là ác, bởi vì ác với thiện này do cái anh tịnh tâm này tạo ra.
nó mới tức là, thấy không? Cho nên quý vị thấy thì thầy mượn cái lý này dặn thì nó hơi rõ ra đó, thấy không? Phải không? Nó không có chống trái nữa. Nếu mình học theo cái này nó hơi bị làm cho mình chống trái, nó làm cho mình phải bị chấp thật vào cái pháp thiện hay là chấp thật vào cái pháp tịnh. Mà chấp thật vào pháp tịnh á thì nó chưa được làm chủ cái tịnh tâm, chỉ có phát hiện thôi. Cho nên á, cái này là cái khó, mà cái này là cái thú vị nhất của cái người học Phật. À, cái này là cái thú vị nhất của người học Phật. Mà cái đạo lý này á, thì người nào hiểu được rồi thì thấy nó rất là hay. Đó là chăn chỗ cái điểm này, đó là như vậy. Đó. Thì thầy mượn cái đạo lý, cái mượn cái kinh á của Bát Nhã đó, thì thầy giảng đó, thì cái nghĩa lý này nó rõ ràng ha. Tịnh nghiệp cũng là tịnh tâm tạo ha. Ác nghiệp cũng là tịnh tâm tạo ha. Mà đã tịnh tâm tạo thì nó giống như hoa đốm trong hư không ha. Nó không thật ha. Thì không thật thì không thể nào, chứ không phải là cái tịnh tâm này nó thiên về tịnh. Cái tịnh tâm này không phải nó thiên về cái người ác, không phải. Nếu nói như thiên về tịnh á thì á mình đâu có, giờ này đâu có làm chúng sanh đâu, tại nó cũng phải giúp mình á, nó giúp mình để loại trừ cái thằng ác này ra mà, khỏi cần tu. Mình chỉ cần chút thôi thì tự nhiên có cái lực khác nó giúp mình này, thì giống như có một cái gì nó phù hộ rồi, hay là có cái gì nó tác động rồi. Không có năng lực của mình là không đúng mà. Nói chung cái khác như vậy thì à, giảng cái hiểu được như cái lý nó không có làm có thuyết phục mình được. Phải vậy thế à? Bây giờ cái ác này cũng là cái thằng tịnh tâm tạo, cái thiện này cũng là anh tịnh tâm tạo. À, ok, cho nên á, vì vậy đó nó không có cái, nó không có cái thiên vị, bởi vì nó là cùng khắp, nó không có thiên vị, nó không có nơi chốn. Quý vị thấy à? Cho nên á, thầy nói một câu rất là thẳng thừng. À, cũng như Đức Phật Thích Ca tu hành thành Phật đạt được cái quả diệu giác, cũng như là diệu giác là quả Phật, phải không? Là quả, đạt được cái quả diệu giác mà chính Đức Phật Thích Ca cũng không biết cái quả diệu giác là gì. Không mâu thuẫn không? À, bởi vì sao vậy? Cái quả diệu giác mà đã Đức Phật Thích Ca biết được đó, thì cái quả diệu giác thành sở biết. Thấy không? Mà nói là Đức Phật Thích Ca mà không biết được quả diệu giác thì làm sao Đức Phật nói Đức Phật chứng được diệu giác? Nếu mà không biết được thì làm sao nói chứng được? Thì chứng được tất nhiên là diệu giác, tức là ta là tức là diệu, diệu giác, chứ không phải là diệu giác ngoài ta. Thì thấy không? Nếu mà phát hiện nó ra biết thì nó là sở chứng của Phật Thích Ca, thì còn có nhị, còn có hai. Đó. Cũng còn có ngã có như, bởi vì ta là năng giác, nó là sở giác, cũng còn là ta là giác ngộ là ngã. Thế vậy thấy cũng còn có ngã này, cũng còn có nhân. Đó, cho nên cái lý này rất là khó làm cho mình giảng và khó cho mình nắm bắt. Nếu mà cái người nào có cái chấp tâm thật á, chấp tâm cho là phải có lý mới được, phải giải thích cho nó rõ mới được, thì nó giải thích không rõ được. Thế vậy thấy không thể nào rõ được, nhưng mà nó rõ sờ sờ mà không ai chịu hết trơn. Nó rõ sờ sờ mà không ai chịu. Đó. Cho nên bây giờ mình tiếp tục mình học cái này. Thì tóm lại vấn đề này, hai cái đoạn này và hai câu hỏi này. Thứ nhất là hỏi lên đức cái tịnh, cái nghiệp nhiễm đó, nó có từ vô thủy đến rồi đến nay rồi thì lấy cái gì để tiêu diệt nó? Nó đã có từ vô thủy mà. À, thì lấy gì tiêu diệt nó? Còn cái pháp tịnh đó, nó đã vốn là không rồi thì lấy gì để mà sanh khởi nó? Thật ra nhiễm với tịnh nó đã đi song song, hai cái khái cực thôi, hai cái khái niệm thôi, cũng là hai pháp đối thôi. Chứ không phải nếu mà đã là cái tịnh nghiệp là vốn là không, là không là từ nay nó không có. Bây giờ khi mà phát hiện tịnh tâm rồi bắt đầu nó bắt đầu mình mới quân tập. Nếu mà nói như vậy á thì á cái tịnh nghiệp nó đã sanh khởi rồi, nó đã có trước này, mà nó đã có trước rồi thì nó không cần phải qua cái tịnh để nó sanh á, thì cái này nó độc lập. Nó không cần qua cái này nó để nó sanh cái ác. Cho nên cái ác này nó phải độc lập. Mà ác độc lập đó thì nó không ai tiêu diệt được nó. Thấy vậy không? Bởi vì nó độc lập mà. Nó độc lập thì như bây giờ mình nè. Mình là sanh.
mà mình không cần tử mà có sanh thì cái sanh này nó độc lập, tại mình không cần tử. Cũng như bây giờ đời trước mình ở đâu, bây giờ đời này mình sanh ở đây, đời trước mình vốn là không có gì hết, đời này mình sanh mình ở đây, đời này vốn là không cần đời trước có ở đây ở chỗ khác mà bây giờ mình tới đây, thì cái sanh này độc lập, nó không cần phải qua tử nó mới có sanh. Hiểu ý à? Không cần phải qua tử nó có sanh, thì cái sanh này nó phải độc lập, nó phải lìa tử, mà tất cả các pháp vị không lìa tử. Đó, thì cũng vậy, tịnh với nhiễm là nó hai cái pháp đối đãi với nhau, nó không thể nào tách rời ra được. Nhiễm cũng là tịnh, tịnh cũng là nhiễm. Cho nên trong cái Đại Thừa Kinh, phiền não tức là Bồ đề, không thể tách được. Bồ phiền não tức là Bồ đề đó. Cho nên á, nếu mình diệt trừ phiền não là diệt trừ Bồ đề. Thấy vậy, nó có những cái câu. Cho nên giờ cái câu thứ kế đây à, câu hỏi: hai nghiệp nhiễm và tịnh đều nương vào nhau, tịnh tâm mà phát khởi rồi trở lại quân tập vào cái tịnh tâm, đã nương vào cái tánh tịnh tâm mà phát khởi à, mà khởi phát, thì làm sao loại trừ cái à, thì làm sao loại trừ cái lẫn nhau, giống như làm sao loại trừ lẫn nhau được à, cái gì, làm sao mà loại trừ lẫn nhau, thì đáp nè: nghiệp nhiễm tuy nương vào cái tánh nhiễm nơi tịnh tâm mà phát khởi, nhưng luôn luôn trái với tâm. Nói gì thế, luôn luôn trái với tâm. Nên ta cái này mình nói thôi chứ đâu có cái gì đâu mà trái mà trống ha. Bởi vì á bởi vì trong hư không á nè, ví dụ là qua đốm hư không mà nó đã đâu có trống trái gì đâu, đã tại vì cái cảm giác sai lầm của người bệnh mắt. Thì cũng vậy, mình có nhiễm có tịnh là cảm giác sai lầm của cái người ngu si, cảm giác sai lầm của người vô minh. Đó vậy thôi, mình là vô minh nhưng là bị cái này, mình cho là cái kia, cho là cái nọ, đó là cảm giác của người bị vô minh. Nó mới thiết lập ra có tịnh, có nhiễm. Đó, thì cũng vậy. Thì chấm trái cho là tuy á, nghiệp thanh tịnh tuy cũng nương vào cái tánh thanh tịnh nơi tịnh tâm mà phát khởi, nhưng luôn luôn thuận với cái tâm. Nói chung cái khác, luôn luôn thuận với cái tịnh tâm. Nên này cũng có thiên vị nữa à, giống như cái mấy cái cột trên thôi à. Thì trái thì lại lìa cái tịnh tâm, trái tất nhiên là nghịch lại là nhiễm á, thì lìa lại tịnh tâm và bị tiêu diệt à, nó cũng nghịch lại nữa. Thì cái giảng cái này nó hơi thiên vị là nó phải chọn lựa đó, mà bị tiêu diệt nên bị nghiệp thanh tịnh loại trừ. Thuận thì có cái công năng hỗ trợ nên có năng lực loại trừ nhiễm. Pháp giới tịnh tâm pháp ấy có cái công dụng loại trừ như vậy, không thể nào nghi ngờ. Đó, thì bây giờ giảng cái này á, quý vị thấy à, bây giờ á, trong cái vàng ròng á, mà thường thường thầy đem ra thí dụ đó, cũng như tất cả các kinh đại thừa ra thí dụ đó, vàng ròng khi đã thành vàng ròng rồi thì không thể nào trở lại có tạp nhiễm trong đó, phải vậy ha. Nhưng mà vàng ròng cũng không cần à, cũng không cần, nó đã trở thành vàng ròng rồi thì cũng không cần loại trừ cái gì hết, bởi vì nó đã thành vàng rồi. Nếu nó thành vàng rồi cho nên mới gọi nó là vàng. Còn nếu mà nó chưa có thành vàng, nó còn trong tạp chất, thì đâu thể gọi nó thành vàng được. Mà trong tạp chất thì có thể giảng cái ý này được, là bởi vì có lọc, có gọi là lọc vàng, thấy không? Đó, đãi vàng, lọc vàng đó. Hoặc là qua cái sự mà luyện lọc của thợ vàng thì nó cũng còn có đẩy chất cái tạp ra, lấy cái chất tịnh. Khi đã trở thành tịnh rồi thì không có thể nào có cái chất nhiễm trong đó được, mà nó khỏi cần phải thiên vị cái gì hết. Mà khi đã có trở thành vàng ròng rồi, rồi tùy ý người thợ đó làm ra những vật dụng trang sức tùy ý à, không có bị chướng ngại gì hết. Giống như Đức Phật khi đã thành Phật rồi, đạt được cái tịnh tâm rồi, đã thành Phật rồi, thì tùy theo sức đó, tùy theo cái sức
diệu dụng của Phật đó, biến hóa vô cùng tận. Vậy thôi, gọi là thần thông diệu diệu dụng. Mà cũng không cần phải loại trừ cái gì để nghiêng cái gì để mới được cái diệu dụng này. Bởi vì cái tịnh tâm nó đã, cái diệu dụng nó đã cùng tọt như vậy rồi. Đó, nó là như vậy. Hai cái nó khác. Cho nên thầy giảng cũng vừa trên cái mặt này, mà cũng theo cái chấp là phải có lọc ha, tạp chấp cái đủ thứ. Nhưng mà khi đến cái một mặt khác thì quý vị phải, đó là như vậy. Đó, thì mình hiểu được như vậy. Đó, thì bây giờ đó, nghiệp nhiễm ti nưởng vào á, à, cái tịnh tâm ha, mà phát khởi nhưng luôn luôn trái với tịnh, à, với tâm nghiệp thanh tịnh, thì cứ mặc dầu nó nương vào cái tịnh tâm mà phát khởi nhưng lúc nào nó cũng thuận hết. Đó, như vậy thì hai cái vấn đề của nó khác là ngay chân trong cái điểm này. Thì mình hiểu thêm một điểm khác là vốn là nó đứng phải đứng độc lập. Đó, đó là một cái điểm mà thầy thường hay thầy chen vô để thầy dạy cho, thầy hướng dẫn cho quý vị đó. Hay nói cách khác á, bởi vì á, khi chưa có giác ngộ hoàn toàn á, thì luôn luôn lúc nào cũng có cái biệt niệm để mà giải thích tùm lum. À, khi mà đã giác ngộ rồi thì nó không cần phải giải thích cái gì hết. Cho nên cũng như trong cái đoạn á, trong cái đoạn mà một cái luận của quyền giác á, ha, trí đạo á, ha, ha, cái trí đạo á, trí đạo vô năng, ha, cái trí đạo á là vô năng, là trí đạo nó không khó, ha, nhưng mà gì á, trí đạo vô năng chi hiềm á diễn trập, giống như là cái câu đó là trí đạo vô năng di hiềm diễn trập. Đó, thì dịch ra cái nghĩa đó, đạo á, cùng tột á, thì không có gì khó, nhưng mà chỉ vì đó cái tánh phân biệt á trở thành khó. Trí đạo là cái gì? Tức là tịnh tâm đó. Cái trí đạo tức là tịnh tâm. Trí đạo là gì? Trí đạo tức là quả bồ đề đó. Trí đạo là gì? Trí đạo tức là Phật quả đó. Trí đạo là cái gì? Trí đạo tức là cái tự tánh thanh tịnh. Trí đạo tức là cái tịnh tâm thanh tịnh đó. Thì nhà thiền gọi là trí đạo ha, giáo môn gọi là bờ giác hay là đủ thứ tên gọi đó. Thì bây giờ đó, trí đạo đó, cái đạo đó đó không có cái gì khó hết á ha. Nhưng mà bởi vì á, cái tâm mình sanh tâm phân biệt á, cho nên trở thành khó. Thì trở lại cái đoạn văn này, đã là tịnh tâm, đã thanh tịnh rồi đó, chỉ đâu có cần khởi ý đâu. Nếu mình khởi ý cho là thiện, cho là nhiễm á, thì trở thành khó. Đã là cái tâm thanh tịnh vốn nó không có ý gì hết, thì lấy gì để khởi cái tịnh, hay cả lấy gì để khởi cái nghiệp gì thế à. Cho nên cái câu này nó phù hợp, bởi vì do mình chấp tâm, cái tấp tâm diễn trạch đó, diễn trạch phải có tịnh nè, phải có thiện nè, phải có ác nè, rồi tu này phải tăng trưởng cái thiện nè, loại trừ cái ác nè, thì do cái diễn trạch đó cho nên trở thành nó không được đạt được cái tịnh tâm. Thì tịnh tâm vốn nó không có cái tâm gì để khởi ha, mới gọi là tịnh chứ. Nếu có khởi thì đâu có tịnh đâu. Có một niệm khởi cũng không có tịnh nữa. Khởi thiện cũng không tịnh nữa. Khởi ác là đã khỏi nói rồi ha, mà khởi tịnh cũng không, không đúng nữa. Thì mới gọi là tịnh tâm, cũng mới gọi là nhất tâm. Bây giờ khởi rồi thì nó đâu ấy nè, mà khởi rồi thì á, trở thành cái đạo đó trở thành khó. Đó là ý đó. Thì thầy mượn một cái một cái câu văn khác thầy diễn đạt vô cho quý vị làm thấy rõ cái nghĩa này đó. Ha, thầy thì cái phần đoạn dưới đó hỏi cái gì, thầy hỏi thấy cái câu hỏi này nó dài dữ lắm này nha. Hỏi nó dài lắm. Bây giờ nè, hỏi cái tánh thanh tịnh á, cái tánh thanh tịnh của cái tâm thể đó có cái công năng á, phân phát sinh á, nghiệp thanh tịnh
Bây giờ là lấy cái giải đáp của ở trên đó, hỏi tiếp nữa. Như thế này. Cái tánh thanh tịnh của tâm thể có cái công năng phát sanh cái nghiệp thanh tịnh đó. Cái gì ha? Bây giờ nè, cái này nè, bởi vì thêm ý hay là lấy gì đó, lấy cái gì để làm thiện ha? Bây giờ mình hỏi mình lấy cái gì để làm cái thiện ha? Lấy cái gì để làm thanh tịnh ha? Cái nghiệp thanh tịnh là cái gì? Sao gọi là nghiệp thanh tịnh ha? Thì mình không có hiểu được cái nghiệp thanh tịnh là nghiệp gì ha. Rồi á, nghiệp này á trở lại quân tập vào tánh thanh tịnh nơi tịnh tâm. Thế mình thấy nó vòng vòng ha. Tịnh tâm, tánh nhiễm của tâm thể có cái công năng phát sanh cái nghiệp nhiễm. Cái tánh nhiễm á, tánh nhiễm của cái tâm thể có cái công năng phát sanh nghiệp nhiễm à, thì nên nói là tánh ác có cái công năng phát sanh ác nghiệp. Ok, ta cũng coi vậy. Thì bây giờ nó phát sanh cái nghiệp nhiễm à, nghiệp này trở lại quân tập vào cái tánh nhiễm nơi tịnh tâm. Do vậy có thể nói rằng nghiệp nhiễm không thể quân tập vào tánh thanh tịnh, và cái tánh thanh tịnh không thể phát sanh được cái nghiệp nhiễm, nên gọi là nghiệp nhiễm và tánh thanh tịnh là tương vị á, tương vi. Thì á, nghiệp nhiễm quân tập vào cái tánh nhiễm phát sanh nghiệp nhiễm nên gọi là nghiệp nhiễm, phải không? Và cái tánh nhiễm là tương thuận á. Nếu tương thuận thì không thể tiêu diệt. Nếu nghiệp nhiễm tương thuận với cái tánh nhiễm do tương vi ha, với cái tánh tánh tịnh mà nghiệp nhiễm bị tiêu diệt, thì lẽ ra nghiệp tịnh tương thuận với cái tánh tịnh do tương vi với cái tánh nhiễm, nên cái nghiệp tịnh cũng phải loại trừ. Cái này cái lập luận ấy nha. Cái này một cái người để lập luận á, hai cái đó nó lập luận để mà đưa ra. Nếu mà đâu là loại trừ ha, đây loại nghiệp nhiễm bị loại trừ, nếu cả hai đều có nghĩa chống trái thì cả hai phải bị tiêu diệt và xa lìa, mà nghiệp thanh tịnh tồn tại còn cái nghiệp nhiễm lại bị loại trừ, thì lẽ ra cả hai có nghĩa quân thuận hợp á, cả hai có nghĩa giúp đỡ lẫn nhau, cũng nên nghiệp nhiễm được tồn tại, nghiệp tịnh phải bị loại trừ. Cái này cái lập luận á thì thấy nó vòng vòng vô, bởi vì học luận là như vậy đó. Nhiều khi mình đọc qua đó nó làm cho mình choáng váng, rồi kiểu như mình thấy nó khó lắm ha. Nhưng mà nhờ học cái này á, nhiều khi á, đầu óc của mình nó hay lắm á. Cái đoạn này đó mọi người hỏi á, nó lập luận, tại vì lập luận cái này là bác bỏ ý ở trên người giảng đó, người giải đó. Giải làm sao vậy? Vì nói như vậy là cái tịnh tâm nó thiên này, thiên dị à, thiên dị là nó thuận với tịnh này, nó nghịch với nhiễm, mà nó nghịch với thuận với nhiễm á thì á nó không được. Lẽ ra nếu mà thuận mà nó tăng trưởng á, thì nhiễm mà nó thuận nó cũng phải tăng trưởng á, cho nên nó không thể nào nó cái này được cái kia mất. Thì bởi vì thấy không, hồi nãy thầy đưa ra cái ý này cho nên có người cũng hỏi theo cái ý của thầy. Cũng như bây giờ mình có người cha làm cha mà hai đứa con ác đứa con thiện, thì loại trừ đứa nào? Đâu có đứa nào trừ được đứa nào đâu. Nếu mà dung chứa được đứa thiện thì phải dung chứa được đứa ác, không có thể nào loại trừ được. Điều cả hai đều là con, thì tịnh với nhiễm cả hai đều là di tâm tạo, đều do cái tâm này mà tạo ra, cái nhất tâm mà tạo ra.
không thể nào mà cha mình mà thiên vị được, phải không? Cho nên nó là như vậy. Ngay căn cái câu hỏi này thì có người vô hỏi liền à, phải không? Thầy giảng nãy cái ý này thì có người vô hỏi liền đó. Thì bây giờ đáp ta không nói như vậy. Quý vị thấy à, không nói như vậy à. Tại sao ông á nạn quấn thế ấy đó. Như là cái người này hỏi giống như vấn nạn ấy, hỏi tại sao ông nạn quấn như thế ấy. Ta nói nghiệp tịnh thuận với tâm, tức tánh tịnh của tâm thể là gốc thuận. Ta nói nghiệp nhiễm trái với tâm, tức là tánh nhiễm của tâm là gốc là gốc trái ha, là gốc trái là chống trái đó ha. Nếu luận riêng về thể của tịnh tâm thì trái thuận bình đẳng. À, thì cái ý này nãy giờ thầy giảng nó bộc phát rồi ha. Cái gì thấy à? Đó nè. Cái gì thấy nó có ra được cái lý lẽ của mình đang tìm tòi đang học hỏi rồi đó, phải không? À, thì cái luận này luận chủ trả lời nè. Ha. Đáp ta không nói như vậy. Tại sao ông cái nạn vấn như vậy? Đó. Tại sao ông nạn vấn như vậy? Như thế ấy, ta nói nghiệp tịnh thuận với tâm. Cái nghiệp tịnh nó thuận lấy tâm. Nên nói cách khá dễ hiểu á. Bây giờ thầy đứng khuyên bên cái người luận chủ á. Muốn thành được quả bồ đề. Cái gì ha? Muốn thành được quả bồ đề. Thì cái tịnh nghiệp lúc nào cũng thuận với bồ đề quả. Phải không? Còn nếu mà làm tăng trưởng ác nghiệp thì bồ đề quả mặc dù không chống với ác nghiệp, nhưng ác nghiệp càng tăng trưởng thì càng xa với bồ đề quả. Okay. Dễ hiểu không? Dễ hiểu không? Đó, thì quý vị thấy thì làm cho mình dễ hiểu hơn, thì làm cho mình nghe nó bình đẳng hơn. Okay. Chứ không phải là quả bồ đề nó có cái sự lật lừa kén chọn khen chê, phải không? À, đó cái điểm này. Cho nên á, luận chủ trả lời ai ta không nói như vậy, tại ông nạn vấn thế ấy thôi, tại ông cái nạn vấn như thế ấy thôi, chứ ta không có giải thích như vậy. Nếu mà theo gì nên nếu mình học trên cái đoạn này là thấy có nghi thiên vị. Bây giờ cái người đặt câu hỏi này, cái thiên vị đó, cho nên luận chủ ta không nói như vậy. Mặc dù ta nói như vậy, nhưng ý ta không phải như vậy. Những cái khác cũng được đi. Mặc dù ta nói như vậy là bởi vì ta mượn văn tự gì, văn chương chữ nghĩa để diễn đạt. Nhưng mà ý ta không phải như vậy, tại ngươi hiểu lầm thôi. Cho nên ngươi hiểu lầm cho nên mới đặt câu hỏi này nè. Mới đặt câu hỏi. Cái gì thấy học luận nãy giờ mình có nhiều đây à, có một ý nó đến lưu hoài à, để làm cho mình choáng váng mặt mày mà cũng làm cho mình. Nhưng mà quý vị thấy khi đọc qua cái đoạn này thì quý học viên chúng ta hiểu rõ được rồi, phần lớn là chúng ta hiểu rõ, mà phần đông cũng hiểu nữa, phải không? Phần lớn đã hiểu và phần đông cũng có hiểu. Hiểu là vì thầy giảng. Cho nên quý vị thấy à, quả bồ đề không có khen chê kén chọn, không có thuận với nghịch, ác hay là nhiễm. Nhưng người nào quân tập thiện nghiệp thì càng ngày thân cận với bồ đề quả. Chúng sanh nào quân tập ác nghiệp, mặc dầu cái quả bồ đề đó không có kén chọn ha, nhưng người nào tăng trưởng quân tập ác nghiệp thì đối bồ đề quả càng xa. Vậy thôi. Chứ không phải bồ đề quả trong đó phải là có thiện hay ác, bồ đề quả vốn không thiện không ác. Đó, như vậy đó thì mình dễ hiểu à, phải không? Rõ cái nghĩa này hơn. Cho nên cái luận chủ trả lời mặc vào bên kia mặc dầu có mấy cha có mấy là bài trước có gì thấy nhớ không, nhớ đoạn này không? Cái tịnh tâm bình đẳng
giới thiện và ác. Có cái đoạn đó, phải không? Có ý đó. Đó, bây giờ mà diễn mình đem cái này ra là nãy giờ mình học cái đoạn bên đây á, là mình thấy thì cái người luận chủ này cái phải nghiêng về thiện rõ ràng không? Nhưng mà khi nghiêng về thiện rồi thì cái ông này nè, ông đặt câu hỏi. Ông đặt câu hỏi thì luận chủ mới trả lời: "Ấy, ta không có nói như thế. Đó, tại ông vấn vấn nạn hỏi như vậy thôi." Hay nói cách khác thầy gì bào chữa lại: "Mặc dầu tổ nói như thế, giải thích như thế, thấy không? Nhưng ý của tổ không phải như thế." Thì mình tại vì mình nghe văn chương chữ nghĩa hiểu lầm chứ không phải lỗi của tổ. Đó, không phải lỗi của người giảng. Nói như vậy, cho nên á ta không nói như vậy. Tại sao ông đặt cái vấn nạn như thế? Cái vấn nạn hỏi như thế. Ta nói nghiệp thanh tịnh vốn á, cái nghiệp thanh tịnh á, thuận với tâm. Thuận là giống như mình đi xuôi dòng nước, phải không? Hay đi xuôi dòng nước thì nó mau tới nơi. Còn đi xa dòng nước thì có tới nơi không? Không, càng ngày càng xa. Chị cũng vậy, đi xuôi dòng nước là xuôi theo bồ đề quả, còn đi nghịch dòng nước là càng xa bồ đề quả. Cho nên á, với tịnh tâm, tức á, cái tánh tịnh của tâm thể là cái gốc của thuận ha. Ta nói nghiệp nhiễm trái với cái tâm, tức là cái tánh nhiễm của tâm là gốc trái. Gốc trái nên là nghịch á, ha. Nếu luận riêng về cái thể của tịnh tâm thì trái thuận đều bệnh đặng. Thì giờ mình có hai cái, một là cái luận, nếu mà luận về sự á, ha, luận về sự là thiện nghiệp đó, dần dần quân tập được đi dần với cái quả bồ đề. Ha, còn nếu mà tăng trưởng ác nghiệp thì dần dần càng xa bồ đề quả, nếu nói về cái sự. Còn nói về cái thể thì á, cái thể của tịnh tâm, tức là thể của bồ đề quả, đối với trái thuận nghịch gì đó là bình đẳng, không có thiên vị gì hết, cho nên mới gọi là bình đẳng đó. Nhưng gốc của thuận phát sinh ra cái dụng thanh tịnh. Đây là chuyển sang một cái đề khác nữa nha. Tức là thuận với cái thể cái thể bất nhị của tịnh tâm. Đây là cái, quý vị thấy đoạn cái nghĩa này rất là hay nè. Nên có cái công nên có cái năng lực hỗ trợ. Còn gốc trái phát sinh cái dụng nhiễm, tức là trái ý lý bình đẳng của chân như, nên xa lìa tịnh tâm là bị tiêu diệt. Thì bây giờ cái đoạn này ha, cái cây này nè rất hay nè. Nhưng gốc cái thuận nhớ phát sinh ra là cái dụng thanh tịnh, tức là thuận với cái thể bất nhị của tịnh tâm, nên có cái công năng hỗ trợ. Thì quý vị thấy khi bây giờ đó ha, cũng như có người ta tu hành này gọi là chứng quả này ha, chứng quả bồ đề, chứng quả bồ đề, nhưng mà không được diệu dụng của bồ đề ha, không được diệu dụng của bồ đề. Tại sao không được diệu dụng của bồ đề? Đã chứng được bồ đề rồi mà không có được diệu dụng của bồ đề là sao? Là cũng như nó bị chướng ngại mọi mặt, thần thông diệu dụng biến hóa vô lượng vô biên, nó biến được ha. Đó cho nên gọi là bị chướng ngại bồ đề, hay là chướng cái diệu dụng của chân như cho nên nó phải lọc lừa ha, quân tập gì quân tập cái thể tánh bình đẳng của chân như, hay là quân tập thể tánh bình đẳng của nhất tâm, để làm chi? Để nó được diệu dụng của nhất tâm. Mặc dù nó đạt được nhất tâm nhưng nó chưa diệu dụng, là chứng như là chưa có thần thông biến hóa cái gì hết trơn á, phải không? Đó, cho nên nó bị chướng ngại, đó là như vậy. Thì chúng ta tạm dừng tại đây.
bữa nay thầy cảm thấy bài này học cũng hơi gắt gối nha ha. Ha, cái đoạn những cái đoạn kinh văn này ha, thầy tại làm cho nó có nhiều khía cạnh làm cho mình, nhưng mà nó làm nó chỉ có một ha. Bởi vì học cái này đây cũng là cũng chán ngắt, cũng chán thì chán ngắt, nhưng cũng hay thì cũng hay hay, cho nên thầy muốn giảng cái gì cũng không có được, anh nó nằm trong này à. À, chúng ta hồi hướng quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.